Cúng dường Mạng Đà La. Chúng ta qua pháp cúng dường Mạng Đà La. Đây là một pháp tu rất phổ biến ở Tây Tạng. Các dòng phái khác nhau của Kim Cang Thừa Tây Tạng thì đều có pháp cúng dường Mạng Đà La. Riêng trong dòng Longchen Nhiên Thích thì pháp cúng dường Mạng Đà La có một số điểm hơi đặc biệt. Đó là cúng dường Tam Thân Mạng Đà La, bao gồm cúng dường Ứng Hóa Thân Mạng Đà La, sau đó là cúng dường Báo Thân Mạng Đà La, và cuối cùng là cúng dường Pháp Thân Mạng Đà La. Trong phần cúng dường Ứng Hóa Thân Mạng Đà La, chúng ta quán tưởng giống như trong lời tụng: cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, vân vân cho đến Pháp Dương. Chúng ta quán tưởng là tất cả vũ trụ này gồm có Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, tức là có 1 tỷ thế giới. Mỗi thế giới tràn ngập thất bảo cùng tất cả tài sản của trời, của người, tất cả những gì đẹp đẽ nhất, quý giá nhất mà ta có thể hình dung được. Tất cả những báu vật đó cùng với thân, khẩu, ý của mình, chúng ta cúng dường Tam Bảo, chư Phật, chư Bồ Tát, vân vân, tất cả đối tượng cúng dường của chúng ta. Khi thực hiện pháp cúng dường Ứng Hóa Thân Mạng Đà La này, thì đối tượng cúng dường là đàn tràng cây quy y. Như vậy, cũng có thể quán tưởng đàn tràng cây quy y trước mặt của mình, và quán tưởng là chúng ta cúng dường tất cả thất bảo và tài sản của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới lên chư Phật, chư Bồ Tát, lên đàn tràng cây quy y. Phần thứ hai, cúng dường Báo Thân Mạng Đà La, cõi Phật vô thượng đầy hỷ lạc và đẹp đẽ, vân vân, cho đến Báo Thân Phật cảnh. Ta quán tưởng tất cả những gì trong cõi Báo Thân Tịnh Độ Phật đều tốt đẹp, và ta cúng dường tất cả. Kết quả của pháp cúng dường này là ta được thọ hưởng được Báo Thân Phật cảnh. Tiếp theo là pháp cúng dường Pháp Thân Mạng Đà La, tất cả diệu hữu tột cùng thanh tịnh, vân vân, cho đến Pháp Thân Phật cảnh. Nếu ta hiểu đúng nghĩa của pháp tu này thì đây là pháp cúng dường cao nhất. Nếu khi ta trực nhận được chân tánh của tâm, khi ta trụ được trong tánh, thì đó là cúng dường Pháp Thân Mạng Đà La. Tuy nhiên, hiện tại khi chúng ta chưa làm được điều đó thì trước mắt phải hiểu đã. Tức là chúng ta có thể quán chiếu, có thể nghĩ rằng vạn pháp tự nó là thanh tịnh, chân tánh của chúng ta và của tất cả mọi loài hữu tình là thanh tịnh, tánh không bao trùm khắp pháp giới. Khi chúng ta quán chiếu như vậy, hiểu và tin như vậy, thì đó là pháp cúng dường tốt nhất. Chúng ta có thể nghĩ rằng chân tâm bản tánh của ta là thanh tịnh, và ta muốn cúng dường lên chư Phật, thì đó cũng là cúng dường Pháp Thân Mạng Đà La. Để tích lũy túc số 100.000 cúng dường, ta có thể dùng lời tụng trong các nghi quỹ khác nhau. Như trong nghi quỹ dài có pháp cúng dường Mạng Đà La ngắn, Sa Shibochi, vân vân, mà cúng nghi quỹ ngắn này không có. Phần đó có thể thay thế cho phần cúng dường Tam Thân Mạng Đà La thầy mới trình bày ở phần trước. Bổn sư Du Già. Kim Cang Thượng Sư là bậc thầy thông tuệ, một bậc thầy đã hoàn toàn tâm thanh tịnh và giới thanh tịnh. Bây giờ chúng ta qua pháp tu cuối cùng là Bổn sư Du Già, Guru Yoga. Trong chữ Guru Yoga thì chữ Guru có nghĩa là bổn sư, còn chữ Yoga có nghĩa là con đường, đạo lộ, phương pháp. Thì ở đây Guru Yoga là đạo lộ của Guru. Tu Guru Yoga là tu pháp thiền quán bổn sư của mình, quán tưởng bổn sư của mình. Pháp ngoại Ngontro và nội Ngontro là pháp tu chuẩn bị, là pháp tu để chuẩn bị cho pháp chính yếu. Pháp tu thật sự
pháp tu chính yếu ở đây là Guru Yoga. Khi tu pháp bổn sư Du Già, mình quán tưởng nơi mình đang ngồi là cõi tịnh độ của Đức Guru Rinpoche. Ngài đang ngự trong cung điện màu đồng đỏ của mình. Những chi tiết về quán tưởng có thể thấy ở trang số 42 đến 47 hoặc ở cuốn Lời Vàng Thầy Tôi. Hãy quán tưởng là bản thân ta trong thân tướng của Vajrayogini. Đức Vajrayogini thân màu đỏ trong suốt rực rỡ. Chân Ngài để ở tư thế tiến bước, nghĩa là chân phải hơi nhích lên một chút. Đức Vajrayogini trong ảnh cây quy y hơi khác một chút, vì tay phải Ngài cầm một cái trống. Còn trong pháp Guru Yoga, tay phải Ngài cầm lưỡi dao cong, tay trái cầm chén sọ người. Ta quán tưởng trên đỉnh đầu của mình có một tòa sen, và trên tòa sen đó có một đĩa mặt trăng và đĩa mặt trời. Trên đĩa mặt trăng và mặt trời đó, ở trung tâm là Đức Bổn Sư của ta trong hình tướng của Đức Guru Rinpoche. Để có thể nhớ được hết những chi tiết về trang phục, vẻ mặt, pháp khí mà Ngài cầm ở tay, ta nên xem các bức tranh vẽ. Khi ta quán tưởng Đức Liên Hoa Sanh trong cung điện của Ngài, thì ta cũng quán tưởng chư vị Trì Minh Dương, chư vị Đại Thành Tựu Giả của Ấn Độ, các bậc Đại Đạo Sư của Tây Tạng, các bậc Đạo Sư của dòng truyền thừa bao quanh Guru Rinpoche. Rồi các bậc Đại Đạo Sư Tây Tạng cũng dây quanh Đức Liên Hoa Sanh, đặc biệt là 25 đại đệ tử của Ngài. Đó là đoàn tùy tùng của Ngài. Các ngài được bao bọc trong dần hào quang bằng ngũ sắc. Sau đó, chúng ta chuyển sang trang 48. Từ trang 42 tới trang 48 là phần quán tưởng mà chúng ta cần đọc kỹ. Trong trang số 48, ta cung thỉnh Đức Liên Hoa Sanh. Trong phần cung thỉnh này, ta quán tưởng Đức Bổn Sư của chúng ta trong hình tướng của Đức Liên Hoa Sanh, vây quanh bởi đoàn tùy tùng và quyến thuộc. Khi đọc tụng lời cung thỉnh, tức là lời nguyện bảy dòng, ta cung thỉnh Đức Liên Hoa Sanh thật sự, tức Trí Huệ Tôn, chứ không phải Đức Liên Hoa Sanh quán tưởng, tức Giới Thệ Tôn nữa. Đức Liên Hoa Sanh thật sự từ cõi tịnh độ màu đồng đỏ của Ngài xuống và hòa nhập với Đức Liên Hoa Sanh do ta quán tưởng ở trên đỉnh đầu của Vajrayogini. Như vậy là Trí Huệ Tôn hòa nhập với Giới Thệ Tôn làm một và hòa tan vào trong chúng ta trong hình tướng Vajrayogini. Pháp tu Guru Yoga là một pháp tu rất phổ biến ở Tây Tạng, đặc biệt là lời nguyện bảy dòng rất nổi tiếng gắn liền với Đức Liên Hoa Sanh. Lời nguyện bảy dòng này tất cả các hành giả tu theo dòng phái Cổ Mật hay tu theo Kim Cang Thừa đều biết. Các hành giả theo dòng Cổ Mật đều ghi nhớ. Vì vậy, quý vị cũng nên ghi nhớ và trì tụng lời nguyện bảy dòng này, bởi năng lực gia trì gia hộ của nó rất mạnh mẽ. Sau khi tụng lời nguyện bảy dòng, chúng ta chuyển sang bảy pháp luyện tâm thành tín. Pháp này nhằm tạo cho chúng ta có những nhân duyên tiên quyết cho thành tựu tối thượng. Pháp luyện tâm thứ nhất là kính lễ. Chúng ta kính lễ Đức Guru Rinpoche, cũng chính là Đức Bổn Sư của mình. Thứ hai là cúng dường. Cúng dường lên Đức Guru Rinpoche và cũng chính là Đức Bổn Sư của mình. Thứ ba là sám hối trước Guru Rinpoche, Đức Bổn Sư. Thứ tư là tùy hỷ công đức của chư Phật, chư Bồ Tát và hết thảy hữu tình trong hai chân lý tương đối và tuyệt đối. Thứ năm là thỉnh chuyển pháp luân. Thứ sáu là thỉnh các ngài không nhập Niết Bàn. Cầu nguyện Đức Bổn Sư và chư vị Lạt Ma của dòng truyền thừa và chư Bồ Tát các ngài không nhập Niết Bàn. Phần thứ bảy là hồi hướng công đức suốt cả ba thời cho đại giác ngộ. Bảy pháp luyện tâm thành tín này có hiệu lực rất mạnh
và có lợi ích rất thiết thực. Từ trang 52 đến trang 55, trong đó có 3 lời khẩn cầu với Tôn sư Liên Hoa Sanh, cầu xin lực gia trì gia hộ của Ngài. Chúng ta khẩn cầu Tôn sư Liên Hoa Sanh mà cũng là khẩn cầu với Đức Bổn Sư của mình. Ở trang 56 có lời nguyện 4 dòng do Thầy viết để thay vào nguyện với các đạo sư của dòng truyền thừa của bản nghi quỷ dài. Một điều rất quan trọng đối với kẻ chân tu là ta phải luôn trưởng dưỡng tâm thành kính, tri ân chư vị tổ sư của dòng truyền thừa. Ta phải luôn ghi lòng tạc dạ công đức của các ngài, biết ơn tất cả những gì mà các ngài đã làm cho hậu duệ chúng ta. Thầy nghĩ rằng các ngài thật là từ bi thương xót chúng ta. Không có các ngài thì chúng ta không có pháp thanh tịnh để tu, không có dòng truyền thừa để nương tựa. Các ngài có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với ta, không chỉ vì các ngài đã gìn giữ dòng truyền thừa, mà còn vì các ngài chính là hiện thân của thành tựu viên mãn của đại từ, đại bi, đại trí, đại hạnh nguyện. Nhờ những phẩm tánh bất khả tư nghị đó mà các ngài đã có thể gìn giữ dòng pháp nhất mạch truyền thừa tuyệt đối thanh tịnh và truyền tới hậu duệ chúng ta, không hề bị gián đoạn, không hề bị cấu uế bởi những vi phạm mật nguyện, không hề mảy may hư hao phí tổn năng lực gia trì gia hộ. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tụng lời nguyện với các ngài và nghĩ tưởng tới các ngài, tới tâm từ bi của các ngài. Trong Kim Cang Thừa, điều tuyệt đối quan trọng là người tu phải theo một dòng truyền thừa liên tục, không gián đoạn, nghĩa là nhất mạch truyền thừa. Một kẻ chân tu nhất định phải theo một dòng truyền thừa thanh tịnh. Chúng ta nhất định phải tu học với một vị Kim Cang Thượng Sư đích thực. Đó phải là bậc thầy thông tuệ, một bậc thầy đã hoàn toàn tâm thanh tịnh và giới thanh tịnh. Đây là một điều rất quan trọng mà bất cứ một người tu mật nào cũng phải biết và phải nhớ. Ngài Long Thọ Bồ Tát có dạy rằng, không có chân đạo sư thì không thể có được dòng truyền thừa thanh tịnh. Không có chân đạo sư, không có dòng truyền thừa thì không thể có thành tựu trên con đường tu. Cũng giống như không có một đứa trẻ ra đời nếu không có đủ cả cha và mẹ. Chúng ta sang trang 57 là phần thọ nhận bốn quán đảnh: tịnh bình quán đảnh, bí mật quán đảnh, trí quán đảnh, mật ngôn quán đảnh. Trong phần này, ta quán tưởng Đức Bổn Sư trong hình tướng của Đức Liên Hoa Sanh đang ở trước mặt và ban quán đảnh cho mình. Đức Liên Hoa Sanh bất khả phân với Đức Bổn Sư, phóng chiếu ánh sáng có màu sắc khác nhau từ những điểm khác nhau trên thân tướng của Ngài. Nhờ vậy mà chúng ta nhận được bốn cấp quán đảnh. Như vậy là Đức Bổn Sư ban cho ta bốn quán đảnh gieo trồng trong chúng ta những hạt giống của giác ngộ, để ta có thể đạt được thành tựu ở bốn cấp bậc khác nhau. Trang 66 là phần hóa tán quán tưởng. Ta quán tưởng có tia sáng đỏ ấm từ tim của Đức Bổn Sư trong hình tướng của Đức Liên Hoa Sanh phóng ra và chạm vào thân của ta. Nhận được tia sáng đó, ta đang ở trong thân tướng của Kim Cang Du Già Thánh Nữ, biến thành một đốm sáng đỏ. Đốm sáng đỏ đó hòa tan vào trong tim của Bổn Sư, tức Tôn Sư Liên Hoa Sanh, và hợp nhất với Ngài. Ta an trụ trong trạng thái trí tuệ của Bổn Sư, tức Tôn Sư Liên Hoa Sanh, tâm không khởi vọng niệm. Ta trụ trong trạng thái đó càng lâu càng tốt. Từ trang 67 tới trang 73 là phần hồi hướng. Ta hồi hướng công đức cho khắp pháp giới chúng sinh vì giác ngộ giải thoát cho hết thảy hữu tình. Tu học như thế nào? Nếu tu mà lại không chuyển hóa được tâm, không từ hòa hơn, thương yêu hơn, tấm lòng dịu dàng rộng mở hơn, thì ta đã tu sai.
Mặc dù chúng ta không có nhiều thời gian và thầy không thể phân tích thật tỉ mỉ, chi tiết, nhưng chúng ta đã đi trọn vẹn cả nghi quỹ. Đặc biệt, thầy đã giảng kỹ phần ngoại control. Nếu như không có nền tảng vững chắc của công phu tu tập ngoại control, thì ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Để có thể đạt được kết quả tốt, để tiến bộ trên con đường tu, điều quan trọng nhất là phải luyện tâm, phải chuyển hóa được tâm. Phải làm sao càng tu càng giảm bớt phiền não thì mới là kẻ chân tu. Trên thế giới này có rất nhiều tôn giáo, nhưng không có tôn giáo nào như Đạo Phật. Đặc biệt dạy người tu phải luôn luôn biết được tâm mình, kiểm soát được tâm mình và điều phục được tâm mình. Nếu tu mà lại không chuyển hóa được tâm, không từ hòa hơn, thương yêu hơn, tấm lòng dịu dàng rộng mở hơn, thì ta đã tu sai. Hãy luôn biết mình đang tu đúng hay tu sai bất cứ khi nào. Bất cứ khi nào ta thấy ta đang ngồi lê đôi mắt, đang tham luyến bám chấp, đang sân hận đố kỵ, thì phải biết rằng ta chưa phải là kẻ chân tu, ta đang đi trên con đường sai. Buổi giảng pháp hôm nay có hơi dài. Thầy đã có nhiều buổi giảng pháp ở nước ngoài, như ở Mỹ chẳng hạn. Ở những chỗ đó tiện nghi hơn chúng ta ở đây nhiều, nhưng vẫn có người làm biếng không muốn tới nghe, muốn ở nhà nghe qua Internet. Nhưng ở đây, thầy thấy các đạo hữu rất hiểu giá trị của việc được gần đạo sư và được tiếp xúc với Ngài. Bất chấp điều kiện thời tiết không thuận như mưa gió, nóng bức, mọi người vẫn tìm tới đây để ngồi với thầy trong một không gian nhỏ, chật chội, nóng bức như thế này. Đây chính là một bằng chứng rất mạnh cho thấy rằng chúng ta đang có tâm khao khát cầu pháp. Đó là một điều rất tốt đẹp mà chúng ta cần gìn giữ. Quan trọng là chúng ta phải biết gìn giữ nó, ngay cả khi về nhà, để không bị những cám dỗ của cuộc sống đời thường làm nản chí. Hãy cố gắng tinh tấn hơn nữa, cố gắng duy trì việc công phu, hành trì một cách đều đặn hơn nữa, sao cho tâm chúng ta ngày càng mạnh mẽ hơn, kiên cố hơn, để có được những tiến bộ chân thực. Buổi truyền pháp của thầy dừng tại đây, nhưng mọi người có thể yên tâm rằng như vậy cũng đủ để mọi người tu tập rồi. Qua 2 ngày, ta thấy việc truyền pháp đã rất thuận lợi, đó là một điều rất kiết tường. Và thầy cũng rất hoan hỷ. Thầy thấu hiểu rằng các đạo hữu ở Việt Nam rất cần sự giúp đỡ của thầy, của dòng truyền thừa để chúng ta có thể tu tập tốt được. Nếu chúng ta thật sự có tâm chí thành, thì nhất định chúng ta sẽ nhận được sự giúp đỡ của thầy và của dòng truyền thừa. Và nhất định chúng ta sẽ đạt được những thành công trong quá trình tu tập của mình.